Lá mì đây là nó mọc ở trên cái cây mì mà để trồng đó. Nói mà ăn mới ngon. Thank you.
giờ về luôn anh. Làm sao lòng vịt nó kể hơn chứ. Cái xoài cát này nó canh chua nó thơm á, thơm khác cái xoài kia, nó vị cũng thơm.